Bí ẩn hiện tượng rối loạn thời không, không gian khác có thực sự tồn tại? Phần 1. Nhiều cư dân mạng đang đặt câu hỏi, liệu thực sự có một thế giới khác? Du hành xuyên việt thời gian có thực sự tồn tại? Xin chào mọi người, chắc hẳn các bạn đã từng nghe qua một chủ đề rất phổ biến trên Internet vào tháng 1 và tháng 2 năm nay, đó là sự cố Pan Bowen. Vì thời gian có hạn, tôi không thể đi vào chi tiết ở đây mà chỉ xin giới thiệu sơ qua. Một người nào đó đã đăng trên Internet nói rằng một trong những người bạn cùng lớp của cậu tên là Pan Bowen, Phan Bắc Văn, đột nhiên biến mất, như thể cậu ấy chưa từng tồn tại trước đây. Tất cả các bạn cùng lớp và giáo viên đều không nhớ cậu ấy. Hai người duy nhất nhớ đến cậu thì bị cho là áp lực thái quá, tinh thần không bình thường. Không gian khác có thực sự tồn tại? Sự cố Pan Bowen sau đó đã được khơi dậy và nhiều cư dân mạng thậm chí đã chia sẻ những trải nghiệm cá nhân tương tự trong một số phần bình luận trên các phương tiện truyền thông. Tuy nhiên, cùng với sự chú ý càng ngày càng cao tới chủ đề này, đủ thứ áp lực cũng dồn dập tấn công người đăng ảnh. Cuối cùng cậu phải đứng lên và nói rằng câu chuyện không có thật và rằng cậu ta đã bịa ra tất cả. Bất kể sự cố Pan Bowen cuối cùng là chân thực hay giả mạo, thì chúng tôi đều phát hiện trong quá trình thảo luận đã động đến một chủ đề rất thú vị, đó chính là vũ trụ bình hành. Nhiều cư dân mạng đang đặt câu hỏi, liệu thực sự có một thế giới khác? Du hành xuyên việt thời gian có thực sự tồn tại? Trên thực tế, những câu chuyện về trải nghiệm cận tử và luân hồi chuyển thế không phải đều là những ví dụ chứng minh sự tồn tại thực sự của một chiều không gian khác. Gần đây đã có rất nhiều người mục kích sự kiện đĩa bay UFO, nhìn thấy vật thể phi hành không xác định, chúng đều đã đến rồi đi không để lại tung tích. Họ đã nắm bắt được năng lực du hành xuyên việt qua các không gian khác nhau chưa? Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng có rất nhiều không gian khác nhau tồn tại trong vũ trụ và thời gian ở mỗi không gian khác so với thời gian trong thế giới loài người đều bất đồng. Rất nhiều sách cổ của Trung Quốc còn ghi chép lại những câu chuyện về những người bình thường bỗng được tiến nhập vào tiên cảnh. Khi trở về nhân thế, họ phát hiện con người và cảnh vật đã không còn như xưa. Đây là nguồn gốc của câu nói, thiên thượng phương nhất nhật, địa thượng dĩ thiên nhiên. Ý tứ là, trên trời một ngày, dưới này ngàn năm. Chỉ là do thời hiện đại, rất nhiều người cho rằng đây chỉ là một câu chuyện thần thoại không có thật. Trên thực tế, từ một số bài báo khoa học phổ biến, chúng ta được biết rằng vào cuối thế kỷ thứ 17, Newton đã có những thành tựu rực rỡ sau khi đưa ra định luật vạn vật hấp dẫn. Nhưng lý thuyết này vẫn gặp phải một số tình huống không thể giải thích được. Ví dụ, tàu thăm dò không gian Pioneer 10 được phóng vào năm 1972 cho thấy một quỹ đạo quái dị, khiến các nhà khoa học NASA tin rằng định luật vạn vật hấp dẫn của Newton tồn tại tính cục hạn. Ở ngoại ô thị trấn nhỏ Santa Cruz, California, có một điểm bí ẩn. Trong khu vực bí ẩn này có một khu rừng rậm rạp. Tất cả những cây lớn ở đây đều nghiêng về cùng một hướng. Điều này vi phạm định luật cơ học của Newton. Ngoài ra, tại ngôi làng miền núi xa xôi của Nanur ở miền Bắc Ấn Độ, có một người đàn ông 60 tuổi tên là Baba Michel. Ông đã tập yoga hơn 40 năm. Người ta nói rằng thân thể của ông có thể bay lơ lửng trên núi rừng giống như một tiên nhân. Bí ẩn nhân thể bay lên cũng là một bí ẩn mà định luật vạn vật hấp dẫn chưa thể giải khai. Einstein đề xuất thuyết tương đối rộng vào năm 1916 để mô tả thế giới mà chúng ta đang sống. Sau này, sau khi phát hiện ra sự giãn nở có gia tốc của vũ trụ, các nhà khoa học liền tiến hành sửa đổi lại lý luận này. Có thể thấy ngay cả những nguyên lý cơ bản nhất của vật lý cũng không ngừng được canh tân, biến hóa, mà cho đến ngày nay vẫn chưa ai dám nói cái này là tuyệt đối và không thể thay đổi, thì sao có thể coi những nguyên lý này kia là chân lý tuyệt đối được? Từ một số tài liệu liên quan, chúng ta cũng thấy rằng trong vật lý học, ngoài thuyết tương đối rộng còn có thuyết lượng tử, nghiên cứu thế giới vi quan, trong đó thuyết siêu huyền hiện đang là lý luận tương đối chủ lưu. Đặc điểm trọng yếu của lý thuyết này là lý luận 11 chiều thời không, có nghĩa là thuyết siêu huyền đã tuyên bố minh xác rằng có một không gian khác tồn tại bên ngoài thời không hiện có của chúng ta. Các sĩ quan đào thoát trên quân hạm lại tái hiện trở lại sau 46 năm. Chúng tôi xin chia sẻ với các bạn một vài sự kiện nổi tiếng phát sinh ở phương Tây liên quan đến sự tình xuyên việt các thời không khác nhau.
Theo hồ sơ của Bộ Hải quân Hoa Kỳ, tàu USS Indianapolis đã bị tàu ngầm phát xít Nhật đánh chìm trong trận chiến ở Trân Châu Cảng, Thái Bình Dương trong Thế chiến thứ hai. Trên tàu chiến có 25 sĩ quan và binh sĩ thoát nạn trên xuồng cứu sinh. Vào thời điểm đó, Bộ Hải quân Hoa Kỳ nhận được tín hiệu cấp cứu từ xuồng cứu sinh. Tuy nhiên, Bộ Hải quân Mỹ đã cử đội cứu hộ và máy bay đến đó tìm kiếm họ nhiều lần nhưng không tìm thấy gì. Cuối cùng, đội cứu nạn phải thông báo rằng họ đã bị chôn vùi dưới đáy biển. Tuy nhiên, bỗng vào một ngày tháng 7 năm 1991, một nhóm tàu đánh cá của Philippines đã tìm thấy chiếc xuồng cứu sinh này ở vùng biển Cebes phía nam quần đảo Philippines và tất cả 25 sĩ quan và binh sĩ đều ở đó. Phát hiện này đã khiến các nhà chức trách Hoa Kỳ vô cùng sửng sốt. Điều khiến họ khó hiểu hơn cả là tàu USS Indianapolis đã bị đánh chìm vào ngày 30 tháng 7 năm 1945, nhưng 46 năm sau, những sĩ quan và binh sĩ này trông giống hệt như lúc mới bị chìm, thậm chí râu tóc cũng không thay đổi chút nào. Điều đáng kinh ngạc hơn nữa là 25 quân binh được cứu đã thừa nhận rằng họ chỉ trôi dạt trên biển trong một ngày. Một nhà thiên văn học, tiến sĩ Semesizen tin rằng họ có thể đã thình lình nhập vào một đường hầm thời không và quay trở lại nhân gian vài thập kỷ sau đó mà hoàn toàn không biết rằng thời gian đã trôi qua rất lâu. Một vụ việc tương tự xảy ra vào đầu năm 1990. Một thuyền buồm tên Ulysses đã mất tích 24 năm, đột nhiên xuất hiện và dừng lại trên một bãi biển hoang vắng ở ngoại ô Caracas, Venezuela. Ba thủy thủ nghe người dân địa phương kể lại đã là năm 1990 khiến ai nấy đều bàng hoàng. Họ đã lên đường từ Aruba vào ngày 6 tháng 1 năm 1966. Không ngờ khi câu được một con cá ngừ lớn nặng hơn 110 kg, gió lớn ập đến nên họ vội vã vào bờ trú mưa. Không ai ngờ rằng thời gian đã một mạch trôi qua 24 năm. Bí ẩn hiện tượng rối loạn thời không. Không gian khác có thực sự tồn tại. Phần 2. Trong một thế kỷ qua, huyền án chân thực nhất chưa được giải quyết là sự kiện đoàn tàu hỏa năm 1933 liên tục xuất hiện và biến mất. Tiếp theo phần 1. Vào ngày 17 tháng 1 năm 2009, sĩ quan cảnh sát Ugren Schuster đã báo cáo với sở cảnh sát về kỳ ngộ của anh tại nơi công tác. Một đoàn tàu ma bỗng nhiên xuất hiện ở ngoại ô Poltava, Ukraine. Đoàn tàu ma Ukraine. Khi cảnh sát Schuster và các đồng nghiệp của anh đang lái xe quanh vùng ngoại ô vào ngày hôm đó, họ tìm thấy một chiếc xe ô tô đã được thông báo là bị đánh cắp một ngày trước đó. Schuster ngay lập tức tăng tốc và đuổi theo chiếc xe bị trộm. Nhưng tài xế trộm xe biết được mình đã bị phát hiện và bỏ chạy. Sau khi rời thị khu, anh ta lái xe trên đường sắt. Lúc này bánh xe bị thủng và chiếc xe bị kẹt trên đường ray. Tuy nhiên, tiếng còi tàu đột nhiên vang lên trên đường ray vốn ban đầu hoàn toàn trống rỗng và Schuster nhìn thấy một đoàn tàu đột nhiên xuất hiện trên đường ray. Đoàn tàu hỏa chỉ có 3 toa và là đầu tàu chạy bằng động cơ hơi nước đã bị loại bỏ từ thời cổ. Vì tốc độ tàu không nhanh lắm, tên trộm ô tô đã leo lên toa thứ hai của đoàn tàu và vẫy tay đắc thắng với viên cảnh sát. Schuster đuổi kịp đoàn tàu bằng ô tô. Lúc này anh nhìn thấy một người phụ nữ trung niên từ cửa sổ đi ngang qua toa thứ ba, mặc chiếc váy hoa kiểu cũ, đang ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ. Khi Schuster định bắt lấy lan can phía sau và nhảy lên nó, một tiếng hét từ phía sau khiến Schuster ngay lập tức thu tay lại. Anh nghe thấy có người kêu, "Đừng lên!" Vừa quay đầu lại thì thấy cách đó không xa có một nhân viên đường sắt đang vẫy tay, vẻ mặt lo lắng. Schuster đến gặp người công nhân đường sắt lớn tuổi để hỏi chuyện gì đã xảy ra. Người nhân viên đường sắt nói với anh ta, "Anh thật may mắn, nếu anh lên chuyến tàu đó, anh sẽ không thể xuống được nữa. Đó là chuyến tàu ma bí ẩn." Schuster vừa mới chuyển đến đó không lâu, không biết về chuyện đoàn tàu ma ở địa phương. Người công nhân đường sắt kể tiếp, "Chiếc tàu ma này nổi tiếng đến nỗi nó đã biến mất trong một đường hầm vào năm 1933. Hơn nữa, người công nhân đường sắt già này đã nhìn thấy một nhà khoa học nhảy lên tàu vào năm 1991 rồi lập tức biến mất." Sau khi Schuster báo cáo với cục cảnh sát địa phương, sếp và các đồng nghiệp trong đơn vị kết luận rằng anh ấy căng thẳng quá đó thôi. Sĩ quan Schuster ngay lập tức tìm ra danh tính tên trộm xe dựa trên dấu vân tay để lại trên chiếc xe bị trộm. Và thấy hắn ta sống trong cảnh bần hàn.
Schuster đã đi tới tất cả những địa phương mà tên trộm Dead có thể đến và hỏi bạn bè của hắn, xác định rằng Dead đã thực sự mất tích. Schuster chạy đến bộ phận đường sắt để hỏi lại, nhưng bộ phận đường sắt từ chối trả lời bất kỳ câu hỏi nào về đoàn tàu ma. Schuster lao vào thư viện và các kho lưu trữ, tìm kiếm tin tức và tài liệu lưu trữ liên quan đến đoàn tàu ma và tìm kiếm rất nhiều thông tin. Ghostrain còn được gọi là Gogol Ghostrain. Hóa ra, ngay từ đầu thế kỷ thứ 20, đoàn tàu ma đã trở thành một vụ huyền án chưa được giải quyết. Và cứ vài năm, nó lại xuất hiện trên các đường ray mới ở vùng Poltava của Ukraine. Đó là một đoàn tàu chỉ có 3 toa do du khách thuê từ một công ty ở Ý. 104 khách VIP đã lên chuyến tàu chạy bằng hơi nước này và khởi hành từ ga xe lửa Rome ở Ý để thưởng ngoạn phong cảnh dọc tuyến đường sắt mới. Tàu đến lối vào của một đường hầm dài ở khu vực Poltava. Chuyện kinh hoàng bất ngờ xảy ra trong đường hầm. Người ta cho rằng khi tàu chạy chậm lại và đi vào đường hầm, hai hành khách đã kịp nhảy ra khỏi toa tàu đang di chuyển với linh cảm kinh hoàng. Họ nhìn thấy đầu tàu và đường hầm bỗng chốc bị bao phủ bởi lớp sương mù dày đặc màu trắng. Sương mù càng lúc càng dày đặc rồi biến thành chất nhớt. Khi tàu vào đường hầm thì bị nuốt chửng, thậm chí các hành khách trên tàu đều bị biến mất không dấu vết. Đoàn tàu ma được gọi là đoàn tàu ma Gogol vì khi đoàn tàu biến mất trong đường hầm, nó đã chở hộp sọ của nhà văn nổi tiếng gốc Ukraine Gogol. Sau khi đoàn tàu biến mất, đường hầm bí ẩn đã bị chặn và đóng cửa và đã bị phá hủy bởi đạn pháo trong chiến tranh. Nhưng câu chuyện đoàn tàu ma vẫn chưa kết thúc. Sau đó, người ta nói rằng trên tuyến đường sắt băng qua Poltava không xa, đoàn tàu ma này đột nhiên xuất hiện một cách âm thầm và nó trống không, không có người lái. Điều này đã khiến sự kiện đoàn tàu ma luôn nổi tiếng ở vùng Poltava của Ukraine. Vasil Petrovich Lesatsky, chủ tịch Hiệp hội Nghiên cứu các hiện tượng huyền bí Ukraine, đã rất chú ý đến sự cố đoàn tàu ma này và dành hết tâm huyết cho việc nghiên cứu. Ông tin rằng đoàn tàu di chuyển xuyên Việt thời không theo một phương thức khác với bình thường. Lesatsky đã đứng chờ con tàu gần cầu vượt và điều không tưởng đã xảy ra. Vào ngày 25 tháng 9 năm 1991, khi Lesatsky đang thực sự chờ đợi, con tàu ma bỗng xuất hiện trên đường ray ngang trước mặt ông mà không hề báo trước. Ông ngay lập tức nhảy lên mũi tàu và kể từ đó không ai còn nhìn thấy ông nữa. Hai tờ báo Ukraine đã đưa tin về vụ việc và có một số nhân chứng khác. Đoàn tàu ma Gogol là một trong những huyền án kỳ lạ chưa được giải đáp trên thế giới bởi vì đoàn tàu này dường như vẫn chưa dừng lại và nó lao đi trong không gian đặc biệt của nó. Sau lần biến mất đột ngột đầu tiên, một vài năm nó lại xuất hiện một lần trên thế giới khiến một số người đã biến mất không còn tung ảnh. Chiếc máy bay mất tích xuất hiện trở lại nguyên vẹn 48 năm sau. Chúng ta đã kể về những người bơi dưới nước và những người chạy trên mặt đất đã trải qua hiện tượng bí ẩn du hành xuyên Việt thời gian và không gian. Sau đây hãy nói về một sự kiện xuyên thời không khi bay lượn trên bầu trời. Năm 1985, một chiếc máy bay hai động cơ đã mất tích gần nửa thế kỷ lại được tìm thấy trong một đầm lầy trong rừng ở New Guinea. Điều khó hiểu là chiếc máy bay này trông vẫn mới như khi nó biến mất, không có bất kỳ thay đổi nào. Logo rõ ràng và dễ nhận biết trên thân máy bay cho thấy chiếc máy bay màu bạc sáng bóng này là chiếc đã biến mất khi bay từ Manila, Philippines đến Mindanao 48 năm trước. Tờ báo được tìm thấy trong cabin là ngày Chủ nhật thứ 3 của tháng 1 năm 1937. Một nhóm chuyên gia hàng không do quân đội Indonesia cử đến sau nhiều giờ điều tra trên chiếc máy bay chở khách giống như mới này, biểu hiện của họ đã thay đổi rất nhiều và rất sốc khi bước ra. Bộ phận có thẩm quyền phụ trách điều tra lập tức ra lệnh cho quân đội phong tỏa khu vực máy bay xuất hiện trở lại. Khi các nhà điều tra lần đầu tiên nhìn thấy chiếc máy bay, họ không thể tin vào mắt mình. Vỏ của nó rất mới, thân máy bay hoàn toàn không tì vết và nó sáng lấp lánh như một tấm gương dưới ánh mặt trời. Các nhà điều tra cho rằng cánh cửa máy bay lẽ ra phải gỉ và khó mở, nhưng nó mở ra bằng cách vặn tay nắm mà không có một tiếng kêu. Sau khi vào cabin, không tìm thấy ai còn sống hay đã chết, nhưng có những chiếc cốc giấy rỗng, tàn thuốc và vài tờ báo in năm 1937 không hề bị ố vàng trong cabin. Vẫn còn cà phê nóng trong phích và hương vị của nó không thay đổi chút nào. Có cả bánh mì kẹp cũng tươi ngon không kém, nó cho thấy rằng ai đó dường như vừa mới ngồi ở đây. Nhưng trong một trong những chiếc gạt tàn có một hộp thuốc lá rỗng,
Nhãn hiệu của nó rất nổi tiếng vào năm 1930, nhưng việc sản xuất đã ngừng do Thế chiến II. Quần áo và kiểu tóc xuất hiện trên tạp chí đều là từ thời kỳ đại suy thoái ở Hoa Kỳ. Điều khiến các nhà điều tra ngạc nhiên nhất là tình trạng của chiếc máy bay. Ắc quy của nó vẫn được sạc đầy. Khi bật một số công tắc, các đèn bên trong máy bay đều bật sáng. Các thùng nhiên liệu của máy bay gần như đầy. Tình huống này khiến các điều tra viên cảm thấy kinh hãi. Máy bay dường như hạ cánh khẩn cấp bằng bánh xe, nó chỉ đáp xuống lớp bùn mềm của đầm lầy nên hoàn toàn không bị hư hại và vẫn có thể bay như cách đây 50 năm. Để làm sáng tỏ bí ẩn về chiếc máy bay chở khách mất tích, các nhà chức trách vẫn đang điều tra chiếc máy bay từ quá khứ. Theo ghi chép, những vụ việc tương tự đã từng xảy ra vào những năm 1963. Giddy là một máy bay ném bom radar Liber của Mỹ. Nó biến mất sau khi cất cánh vào ngày 4 tháng 4 năm 1946. Sau đó, quân đội Mỹ đã tìm kiếm trên vùng trời 500 km xung quanh địa điểm quan sát mất tích nhưng không thu được kết quả nào. Không ngờ, năm 1963, chiếc máy bay Giddy lại xuất hiện bên ngoài sân bay hàng trăm mét. Các thiết bị vô tuyến điện trên máy bay còn nguyên vẹn. Theo phân tích của thiết bị, có vẻ như nó đã hạ cánh xuống mặt đất vào chiều hôm đó, nhưng thực tế chiếc máy bay đã mất tích 17 năm. Câu chuyện của chúng ta kết thúc ở đây. Còn nhớ đại thi hào thời Bắc Tống Tô Đông Pha từng có một câu trong bài thơ Đề Tây Lâm Bích của ông. Bất thức lư sơn chân diện mục, chỉ duyên thân tại thử sang trung. Ý tứ là không thấy được hình dáng chân thực của lư sơn bởi vì thân ta đang ở trong núi này. Đó chẳng phải là một ẩn dụ rất chính xác cho không gian mà nhân loại chúng ta đang sống sao? Vì mắt thịt có giới hạn, đây chân thực là một không gian mê. Nhưng dù âm dương khác biệt, thời không bất đồng. Tuy vậy, bằng một cách nào đó, thế nhân vẫn có thể nhìn thấy và lý giải được nhiều bí ẩn tuyệt vời chưa được giải đáp, tạo cảm hứng cho chúng ta khám phá. Theo Epoch Times, Hương Thảo biên dịch, Độc Lạ TV tổng hợp và đưa tin. Đón xem những câu chuyện độc đáo và kỳ lạ tại Độc Lạ TV. Đăng ký ngay kênh YouTube Độc Lạ TV để theo dõi những thông tin thú vị và mở mang kiến thức mỗi ngày.